đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới xây truyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Nguyện thứ diệu hương vân biến mang thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiện viên khơi quang minh đài xưng thanh tác Phật sự phổ hương chư chúng sanh. Giải phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi tự phụ. Ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xứng dương nhược tạng tháng ức kiếp mạc năng tận. Kim nhật ngây nhị vị tinh chú trần văn thái cặp mây tân giai nhân nguyên thị kim. Đối trước Phật đại thiết lễ hằng thuận quy y, ngưỡng nguyện thập phương chư Phật thùy từ chứng minh gia hộ. Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần linh mật thùy chứng minh gia hộ. Đáng vì nhị vị tinh chú thân tâm thường lạc, mạng vị bình an, tứ thời vô tim tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lại chi khánh, gia đình hưng thạnh quyến thuộc đoàn viên nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt. Kỳ nguyện Phật Nhật Tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình nhân sanh an lạc, âm siêu dương thạnh pháp giới chúng sanh, tình dự vô tình tệ thành Phật đạo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo,
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Năng lê sơ lê tánh không tịch cầm ứng đạo giao thang tư nghị ngã thử đạo trạng với đế châu. Thập phương chư Phật anh hiền trung ngã thân anh hiền chư Phật tiền. Đâu diệm tiếp túc quy màng lệ. Chi tâm đành lễ tầng hư không biên pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trì văn thù xứ lợi Bồ Tát đại hành phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đại bi quan Thế Âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Dương chi tinh thủy ơi biển sai tam thiên ấy tánh không mê bán đừng lời nhờ thiên ấy pháp giới hoàng tăng diên ấy dìa tội tiêu khiến hòa diệm Sô ra na đa tọa nam mô tăng kiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì tôi xin kính chào đến tất cả bằng hữu hiện diện cũng như sau này coi lại cái thước phim này. Quý vị sẽ là những nhân chứng cho cuộc tác thành hôn lễ. Trong chùa thì gọi đó là một cái lễ hằng thuận quy y. Hằng thuận có nghĩa là thường thường sống trong cuộc sống, ý tưởng hòa thuận và cùng hướng về một điểm cao thượng chung bước. Xưa kia thì mỗi người một nơi, mỗi người một ý tưởng, mỗi người một gian sang. Nay thì hai vị đã đồng ý về cùng nhau một gian sang, cùng nhau đi một hướng để rồi cuộc sống
luôn luôn hòa thuận. Ở trên thế giới này có ba điều luôn luôn được mọi người tôn quý, đó là trí tuệ, đó là lòng từ, và đó là sự hòa thuận. Vì vậy quý vị có được một sứ mạng quan trọng, hòa thuận, sống cùng với nhau. Sự hòa thuận đó đem lại lợi ích không phải cho bản thân mình mà cho tất cả những người chung quanh. Nói rộng ra hơn thì nó trở thành một điểm tựa tinh thần, không phải cho chính mình mà cho nhiều người, ảnh hưởng ra lan rộng ra ngoài xã hội, cũng vì có được cuộc sống hòa thuận chung với nhau. Dù cho là cuộc sống hai người cho đến trăm người, ngàn người, cuộc sống nào mà có sự tập hợp của người khác thì luôn luôn nó có những nguyên tắc để chúng ta cùng giữ và cùng hướng tới. Quý vị đã tác hợp để làm lễ hằng thuận quy y thì phải hướng tới chung một mục đích. Trước là nhớ đến công ơn của những người đi trước, sau thì nghĩ đến trách nhiệm của mình với những người đi sau, nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với nhau, và nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với chính mình. Vì vậy trong cuộc sống có năm điều mà cổ nhân xưa nay thường dặn dò. Thiếu năm điều này thì coi như đó là cái bàn hoặc cái ghế dần dần nó mất đi những cái chân để cho nó được đứng vững. Điều thứ nhất là gì? Đó là thương yêu và tôn quý, tôn trọng và quý mến nhau. Nếu thiếu cái này trong tâm của hai người thì dù cho là bề ngoài có gì đi nữa, cuộc sống đó cũng đã có hồi, đã dần dần đi đến tạo cho mỗi người một cái địa ngục chung. Vì vậy trong lòng quý vị luôn luôn phải giữ cái tình cảm tốt, có sự trân quý nhau, tôn trọng lẫn nhau. Điều thứ hai, đã là cuộc sống chung thì phải chia sẻ những trách nhiệm tùy theo sức của mình. Không nên một người quá cực, quá nhọc và một người quá rảnh, quá lười. Cuộc sống như vậy không thể nào tồn tại được lâu. Cũng như một người gánh một cái đòn gánh, không thể nào một đầu quá nặng và một đầu quá nhẹ. Thứ ba là cuộc sống quý vị phải luôn luôn chứng minh cho nhau, giữ cái niềm tin lẫn nhau. Không nên quá chủ quan là mình có lòng chân thật, mình có lòng rất là trong sạch đâu đó. Không phải như vậy, mà phải rất là ý tứ từng lời nói đến việc làm. Phải chứng minh cho nhau mình là người đáng được tin tưởng. Bởi vì điều thứ ba này nếu không giữ được, nó cũng như là một cái vết nứt ở trong một cái ly đẹp. Cũng từ vết nứt đó mà cái ly dần dần sẽ bị bể ra làm đôi. Cũng từ vết nứt đó, nếu như cuộc sống không có sự tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy quý vị cần phải chứng minh và quý vị cần phải dè dặt cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Điều thứ tư, cuộc sống hằng thuận quy y, đó là cuộc sống luôn luôn tìm hiểu lẫn nhau
để biết rằng người bạn của mình có những điều gì mạnh, có những điều gì yếu, có những sở thích gì và không thích gì. Rồi chúng ta hoặc âm thầm hoặc ra mặt hỗ trợ. Nếu chúng ta chỉ nói rằng người đó không hiểu tôi thì cũng có nghĩa rằng mình không hiểu họ. Vì vậy cuộc sống dù cho là một mình hay nhiều người, chúng ta cần phải lưu ý lẫn nhau để biết rằng mỗi người có một cá tánh, mỗi người có một điểm mạnh hoặc là điểm yếu, nhược điểm. Mỗi người cũng có một ước mơ, hoặc mỗi người cũng có những điều họ rất là yếu đuối, cần được nâng đỡ. Nếu quý vị càng hiểu sâu thì điều gì sẽ xảy ra? Hiểu được thì sẽ thương được, không hiểu thì khó thương. Mà cái sự thương của sự không hiểu thì đó là sự thương mù quáng, nó cũng nhiều khi có hại cho nhau nữa. Cho nên chúng ta sống gần với nhau, đó là một cái lớp học để quý vị học hàng ngày. Và điều cuối cùng, điều này thì trong văn hóa Việt Nam của chúng ta rất là mạnh, và mọi người sống theo truyền thống thì rất là vững chãi, nhưng cũng có nhiều người không để ý. Nó là gì? Đó không phải là quý vị tôn trọng lẫn nhau, mà quý vị phải tôn trọng bạn bè và gia đình hai bên nhau như chính của mình. Phải có lòng tôn kính, yêu thương thành viên của gia đình, người bạn của mình như chính của mình, chính gia đình mình như chính bạn của mình. Vì sao? Vì cuộc sống không bao giờ êm ả như nhung lụa, nó luôn luôn có những lúc thăng trầm, có lúc nó đi lên rồi cũng có lúc nó đi xuống. Cũng như một chiếc xe cũng vậy, những lúc nó bị nhồi lên và những lúc nó bị hụp xuống. Thì chiếc xe mạnh là chiếc xe khi nó bị hụp xuống, nó được cái dàn nhúng đỡ cho nó lên lại. Thì những cái dàn nhúng này, đó là bạn bè và thân nhân của, và họ hàng của bên người bạn đời của người ta và của mình. Và sau này không còn của người ta nữa, mà là đều là của mình hết. Cho nên ngô ông tức nhược ông, bạn bè thân nhân của bên kia cũng là của tôi. Như vậy thì cuộc sống của quý vị dù cho gặp nhiều gian nan khó khăn, nhưng luôn luôn sẽ gặp được nhiều người giúp đỡ, và nhất là những người thân của người bạn đời của mình. Thì cuộc sống hằng thuận quy y, đó là một cuộc sống có sự tỉnh thức, có chánh niệm. Nếu sống buông thả, sống ỷ lại, sống không có sự dè dặt, không có sự tôn trọng, thì cuộc sống đó sẽ trở thành như một cái hàng rào cản ngăn và tạo cho mình một cái địa ngục. Nhưng nếu có cái sự ý thức, có cái sự giúp đỡ, thì nhân quả rồi cũng sẽ đến. Quý vị sẽ được giúp đỡ và nâng đỡ, thì cuộc sống quý vị sẽ luôn luôn hạnh phúc và bền vững, và luôn luôn an lành. Vậy thì giờ phút này là giờ phút quan trọng, quý vị sẽ phát nguyện cùng chung sống nhau. Quý vị sẽ trao nhẫn cho nhau, trao những cái nữ trang quý giá. Văn hóa của chúng ta cho cái tên của những cái vòng kiềng này một cái tên rất là đẹp, đó là nhẫn. Mà đúng, nó là nhẫn. Có nhẫn nhịn thì sẽ có hòa ái,
không có nhẫn nhịn thì cái sự xung đột nó sẽ rất dễ xảy ra, và nó lưu lại trong tâm nhiều cái vết thương, nhiều cái vết tổn thương, mà dần dần thì cái tâm hồn nó chai cứng, thì nó sẽ không còn cái khả năng để chịu đựng được những cái sóng gió. Vì vậy quý vị phải nhẫn nhịn lẫn nhau khi chấp nhận người bạn đời của mình đeo nó vào cho mình. Vì vậy nhẫn được làm bằng những chất liệu rất là bền bỉ, nó chịu đựng được thời gian, nó chịu đựng được những loại hóa chất độc mạnh, nó chịu đựng được những cái thời tiết mà nó không dễ dàng bị phai mòn, mà chỉ cần một chút xíu rửa và đánh bóng thì nó sáng trở lại ngay. Vì vậy nhẫn là một trong những cái tinh thần cần có trong cuộc sống chung nhau hằng thuận. Vậy thì hai vị đứng lên sẽ trao nhẫn cho nhau, và coi như là tác hợp hằng thuận. Quan trọng. Trao nhẫn nó là một cái nghĩa cử, một cái tác động rất là quan trọng trong một cái nghi lễ hằng thuận. Nhưng quan trọng hơn nữa đó là tỏ một cái lòng tương kính. Đó là cái điều tối ưu là quan trọng trong cuộc sống gia đình. Vậy thì hai vị chắp tay lên, chắp tay lên, hai người này thôi, mấy vị khỏi. Hai vị sẽ xá với nhau, bà xá, để tỏ cái lòng tương kính lẫn nhau trong suốt chặng đường kế tiếp.
sẽ không có kiểu mà chồng Chúa, vợ tôi, hai người đều bình đẳng trong sức lực của mình để xây dựng cái ngôi nhà chung và nuôi dưỡng tất cả những người chung quanh mình và theo đúng với sức lực của mình có thể. Hai quý vị cúi đầu xuống xá nhau ba xá. Rồi tất cả mọi người chung quanh cùng vỗ tay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, được như vậy đó là một cái niềm vui mà chúng tôi nghĩ rằng không phải của anh Thái, của Kim, mà bạn hữu xa gần thấy được điều này cũng vui lòng. Chư Phật mười phương thấy được quý vị có cái lòng tôn kính như vậy cũng rất là vui. Thần thánh linh thiêng chung quanh cũng vậy, có cái lòng tôn kính lẫn nhau thì họ cũng rất là vui vì cái niềm hoan hỷ chung như vậy mà quý vị được tất cả những cái sự gia trì phù hộ từ mọi người và không và chung luôn cả chư Phật mười phương. Vậy thì mọi người cùng hướng về Phật để chúng ta hồi hướng cái công đức này, cái niềm vui này đến cho tất cả mọi người cùng chung vui trong ngày hôm nay. Thôi quý vị trở về lại chỗ cũ nhé. Rồi chúng ta đứng lên hướng về Phật, cũng như là đây cũng là đại diện cho mười phương để chúng ta cùng chia sẻ cái niềm vui của ngày hôm nay đến cho mọi người. Mà quý vị cũng phải khởi cái niềm hoan hỷ trong lòng. Rồi chúng ta cùng Mai ha ban nha ba la mật đa tâm kinh quang tư tai bồ tát hành thâm ban nha ba la mật đa thời chiếu kiến ngô ơn giải không độ nhân thiên khổ anh sa sáng bấn gì không không bấn gì sáng sắc tức thì không không tức thì sáng thọ tưởng hành thượng diệu phục như thi xa lời từ thì chư pháp không tướng hiện bấn câu bấn tinh bất tăng bấn giam thi cố không trùng vô sáng vô thọ tưởng hành thượng vô nhãn nhi ti thì thân y vô sắc thinh hương vị giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tận này chi vô lao tư diệt vô lao tư tận vô khổ tâm diên đạo vô tri sở đẳng cô bồ đề tạng đo ý ban nhã ba la mật đa cô đăng a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề cô trì ban nhã ba la mật đa thị thị đại minh chú thi vô thường chú thi vô đằng đằng chú năng trừ dương thiết khổ chân thiệt bậc hư cô thuyền bàn nhà ba la mật đa chú tức thuyết đề ba la y đề ba la tăng y đề bồ đề đa bà ha y đề ba la y đề ba la tăng y đề bồ đề ta hiện đề ba la tăng hiện đề bồ đề ta ba ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ơi đạo. Nam mô A Di Đà Phật ơi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện.
hiện tiền đệ tử chúng đăng cập nhị vị tín chú Trần Văn Thái Nguyễn Thị Kim đối trước Phật đài thiết lễ hằng thuận quy y ngưỡng nguyện chư vị thùy từ chứng giám gia hộ nhị vị tín chú thân tâm thường lạc mạng vị bình an bồ đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hạnh viên mãn kỳ nguyện ấy nội ngoại quyến thuộc viễn cận thân bằng thân tâm thường lạc mạng vị bình an tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lai chi khánh gia đình hưng thạnh quyến thuộc đoàn viên phổ kỳ nguyện ấy Phật Nhật Tăng Huy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thới dân an thế giới hòa bình nhân sanh an lạc dịch bệnh tiêu trừ phổ nguyện âm siêu dương thạnh pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tệ thành Phật đạo na mô a di đà Phật bồ đề diệu hoa biên trang nghiêm tỳ sở trụ xứ thượng an lạc Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm tỳ sở trụ xứ thường an lạc. Kính thưa mọi người, trước hết là anh Thái và cô Kim. Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ. Mọi người hoan hỷ có mặt cùng với quý vị để chứng minh hỗ trợ cho một cái trang một cái điều quan trọng cho trong lịch sử của hai vị đó là buổi lễ hằng thuận quy y. Chúng ta có nhiều ước mơ, chúng ta muốn thực hiện, một mình thì khó nhưng đông người thì nó sẽ dễ hơn. Thì chúng tôi mong rằng những cái mong ước của quý vị nó sẽ trở thành hiện thực và nó sẽ được thành công. Và chúng tôi biết rằng cái tánh hiền hòa và cái lòng thương người của quý vị, khi quý vị được mạnh mẽ, được ổn định thì chắc chắn là những người chung quanh của quý vị cũng sẽ hưởng nhờ được cái phước lành mà quý vị đã tự tạo cho mình và cũng như là gieo duyên đến với tất cả mọi người. Thì vì vậy nó là một cái niềm vui chung của tất cả. Thì buổi lễ tới đây đã xong. Thôi thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng bước lên chụp một cái mô hình lưu niệm với quý thầy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài rồi dùng giải khát. Hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui
cho bên nghỉ ngơi, Huyền Hoa ơi,